video ngày hôm nay cùng mình đi siêu thị phiêu đầy tủ lạnh, sau đó về nhà nấu một bữa tiệc Hàn Quốc. Chúc mừng mình cuối cùng cũng đã tìm được nhà rồi mọi người ơi. Mấy lần trước tìm nhà hơi gấp gáp cho nên là stress. Đợt này á, mình quyết định là mình chuẩn bị và lên kế hoạch tìm kiếm trước hẳn một tháng và rút ra một bài học là mình mệt nha, mình stress nha. Thay vì stress nhanh thì mình stress chậm chậm, stress từ từ, rong rã kéo dài hơn một tháng. Nhưng mà cuối cùng hôm nay thì mình cũng đã đặt cọc được một căn phòng mà tạm gọi là ưng ý rồi. Tạm thời có thể yên tâm được một nửa và chuẩn bị lên kế hoạch để decor set up lại cho ngôi nhà mới này. Nguyên 2 năm ở trong căn nhà này thì mình gần như là không decor hay là chăm chút chỉnh sửa gì nhiều. Vậy nên không gian sống cũng không thực sự truyền cảm hứng cho mình quay những video chill chill ở nhà nữa. Lần này thì mình ấp ủ một dự án decor makeover cho nhà mới. Mọi người hãy chờ mình trong những video lần sau nha. Mình sẽ bật mí nhiều hơn về lần decor căn nhà này. Hôm nay thì mình ghé siêu thị trong khu Phú Mỹ Hưng. Hôm nọ mới đi một lần nhưng mà rất là mê. Dù hơi xa nhà nhưng mà vẫn quyết định là ghé tới đây. Đặc biệt là ở trong khu người Hàn thì sẽ có thêm những món đồ Hàn cũng khá là thú vị. Sau hơn một tiếng đắm chìm trong siêu thị, mọi người cũng biết là mình mê đi siêu thị mà, thì đây là thành quả. Với từng ngày đồ ăn thì mình dự tính là khoảng 2 tuần tới sẽ không cần đi mua sắm gì nữa. Và cũng là lúc mà mình sẽ vừa chuyển qua nhà mới luôn rồi. Đặc biệt thì cũng tranh thủ mua thêm Jindo, sắp tới thì nhờ bạn bè qua phụ dọn nhà, còn nấu nướng nữa. Mời mọi người cũng ở lại chung vui, nhậu một chút, đủ hết các hương vị trái cây siêu ngon của Jindo. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh, tại vì Jindo sẽ ngon hơn nếu mà uống lạnh đó nha. Trong lúc đó thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi nấu nướng nhé. It's nine in the city and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. Nấu xong một bàn thức ăn ở đây và hôm nay chúng ta có một cái đại tiệc Hàn Quốc. Đây sẽ là một trong những video cuối cùng của mình ở căn nhà này. Mặc dù mình chưa room tour, chưa house tour nữa nhưng mà lại sắp chuyển ra rồi. Nhưng mà kệ đi, để kỷ niệm việc là cuối cùng sau hơn 2 tháng tìm kiếm và stress kinh khủng thì mình đã tìm được nhà rồi mọi người ạ. Cho nên là sẽ ăn mừng vào một bữa tiệc như thế này. Rồi và lên rượu. Hôm nay thì chúng ta sẽ có canh kim chi, thịt ba rọi nướng, sườn heo hầm cay. Thực ra là mình tính làm bạch tuộc sầu cay á, nhưng mà bạch tuộc á mình thấy không có được tươi và nó cũng không ngon cho lắm, cho nên là mình không mua và chuyển sang là sườn heo hầm cay. Cái này thì sẽ đỡ hơn tại vì người ta đã chuẩn bị sẵn một cái bếp và về á thì mình chỉ cần phải hâm nấu lại thôi, không mình quá là cầu kỳ. Và khi mà đi ăn đồ Hàn á, mình với bạn thường thường sẽ kêu
Zinro Soju. Cho nên là hôm nay thì mình cũng mua vài chai để vào tủ lạnh. Và cái Zinro này nè, nó sẽ ngon hơn khi mà uống lạnh. Cho nên nếu mọi người mà mua cái này về để trong nhà thì cứ để trong tủ lạnh nha. Mình thấy ở Hàn Quốc mấy chị hay mở sao ta. Chúc mừng mình đã tìm được nhà. Trời ơi, ngon lắm. Rồi rất là thơm luôn á. Trước đây thì mình hay uống vị đào, vị nho. Hình như đây là lần đầu tiên mình uống vị bưởi hồng á mọi người. Này là hình như bưởi hồng đúng không ta? Ngon nha, rất là thơm luôn á. Vị trái cây nó rất là thơm, đậm ở trong cổ họng luôn. À và mấy cái loại soju mà hương trái cây như thế này á, cái hương trái cây nó thơm lắm. Rất là thích hợp cho những cái món mà cay đậm đà như thế này nè. Bây giờ sẽ thử nha. Mình thích ăn cái lá mè này kinh khủng á mọi người ạ. Mình rất là thích cái lá mè này. Đi ăn thịt nướng mà kiểu mà không có cái lá kim, lá mè này là thấy thiếu. Kèm thịt nướng, cho thịt nướng vào đây. Thêm một chút tương. Yes, mời mọi người. Trời ơi, ngon. Cái thịt nướng này là cái cách mình làm mà khi những lúc mà mình lười á, chỉ cần áp chảo lên thôi chứ không cần phải vừa nướng vừa ăn, nó vẫn ngon nha. Nó vẫn ngon nhưng mà mọi người cũng nên là áp chảo xong cái là đưa xuống và ăn liền. Ở Hàn Quốc á, có một cái kiểu, có một cái kiểu đi nhậu, đó là những quán mà người ta chỉ bán canh kim chi thôi, bán canh kim chi hoặc là canh đậu hũ để nhậu với lại soju, rất là hợp nha, siêu ngon luôn á. Thử xem mấy cách ăn này, mình thấy là bên Hàn á, trong những bộ phim á, người ta thường ăn kèm thịt nướng và cái bắp cải này, có vẻ cũng ngon. Ok nha, ngon. Nó không có bị hăng hay bị mùi gì hết mà nó kiểu mọng nước á. Ngon. Thử cái sườn cay này. Đây cũng là lần đầu tiên mình mua á, cho nên là mình cũng không biết là cái sườn này nó như thế nào, nó ngon không. Cái sườn này lúc mà nấu á, trời ơi nó nhìn nó rất là nhiều ớt và tỏi luôn á, cho nên là không biết là, cho nên là mình đang sợ nó hơi bị cay quá, thử xem cay nhé. Ngon, rất ngon nè. Nhưng mà nó kiểu rất là đậm đà lắm, rất là đậm đà. Đây là những món rất là bé nhậu. Ngon nha, cái này rất là ngon mà cũng tiện. Nó không có quá mắc đâu. Tức là tính ra so với cái việc là mọi người đặt những cái sườn hầm cay như thế này ở trên mấy cái ứng dụng giao hàng thì nó cũng khá là mắc. Nhưng mà cái này, cái loại đóng gói này thì nó mình thấy là nó rẻ hơn một chút. Ngon. Ngon quá đi. Thật là hạnh phúc. Mặc dù nấu cái này cũng hơi lâu nhưng mà thành quả ra thì thực sự rất là hạnh phúc luôn á. Mình nấu một bữa ăn xong rồi mình được ăn những cái món thật là ngon cho mình tự chính tay nấu ra. Ngon quá. Thực ra là cái siêu thị mình đi lần này nè là nó hơi xa nhà mình một chút, nhưng mà hồi trước mình có đi một lần, mình đi quay TikTok xong mình thích lắm luôn á. Tại vì nó là một cái siêu thị mà ở trong cái khu người Hàn ở bên Phú Mỹ Hưng, cho nên là nó có những cái nguyên liệu và những cái loại thực phẩm mà cảm giác rất là Hàn Quốc, thích hợp cho một cái bữa tiệc Hàn Quốc như thế này. Chỉ có ở đó với lại Imart thì mình mới thấy được cái thịt mà người ta làm sẵn để nướng á mọi người. Chứ cái loại thịt heo mà để mà nướng, mà người ta khứa để mà nướng không phải chỗ nào cũng có nha. Cái sườn này cũng ngon, mọi người nên thử nha. Tranh thủ quay những video cuối cùng ở cái nhà này trước khi chuyển qua cái nhà mới. Thực ra thì mình cũng thuê ở trong chung cư này thôi, tại vì thực sự mình rất là thích cái chung cư này. Nó khá gần chỗ làm của mình, mặc dù cái tiện ích ở bên dưới thì không có nhiều lắm, tiện ích phía dưới thì hơi ít, nhưng mà mình lại thích cái vị trí này, với lại mình kiểu ở đâu quen xong rồi cứ thích ở chỗ đấy, cho nên là mình quyết định là ký hợp đồng một cái căn khác, một phòng ngủ ở ngay dưới chung cư này luôn. Suốt 2 tháng khi mà tìm nhà, trời ơi nó đau đầu và nó stress kinh khủng luôn á. Rất là mệt. Bạn nào mà đi làm rồi á, mà
ở trọ, thuê trọ thì chắc là cũng biết cái cảm giác này. Trời, kiểu rất là nhanh, khi mà mình quyết định thuê một căn nhà nào đó là đã rất là suy nghĩ rồi đúng không? Xong rồi tự nhiên hết hợp đồng, tôi lại phải rơi vào một cái vòng luẩn quẩn suy nghĩ đó nữa. Bạn bè mình kiểu là trời ơi mày lại chuyển nhà nữa hả? Đâu phải muốn chuyển nhà đâu, tại cho có điều kiện thôi chứ bộ, cho có điều kiện để mua nhà để ổn định một chỗ thôi. Thì cái việc chuyển nhà là cái việc không tránh khỏi. Biết sao vậy? Uống gần hết một chai. Trời rất là ngon luôn á, uống không thể dừng được. Tại vì nó rất là hợp với những cái món ăn mà kiểu cay, ngọt và đậm đà như thế này á. À, cái Zinro này lúc mình tìm hiểu nha, rất là bất ngờ luôn. Thành lập từ năm 1924, tức là trước khi mình sinh ra đời luôn á mọi người, mà có một bề dày rất là lớn. À, có một cái điều này rất là hay mà mình tìm hiểu được nha. Có thể là các bạn đua K-pop thì chắc là cũng biết rồi. Đó chính là những cái thương hiệu như là Zinro này, người ta thường sẽ lựa chọn những idol nữ mà phải là thật là nổi tiếng nha, để quảng bá, để trở thành thương mặt, gương mặt đại diện cho cái thương hiệu của họ. Tiếng thì như IU chẳng hạn, kiểu như là được trở thành đại sứ thương hiệu của một thương hiệu như là Zinro hay là một cái thương hiệu Soju nào đó, là một cái vinh hạnh và một cái bước tiến, một cái gọi là thể hiện sự phổ cập quốc dân của idol đó. Hay hả? Soju trong văn hóa của người Hàn á, thực sự rất là thú vị. Trời ơi nóng quá, ăn đồ cay nóng xuống rượu nữa, bây giờ mình đang toát mồ hôi. Nóng nha, ê cái này nhưng mà cái này ngon. Nhưng mà uống một hồi thì cũng thấy lâng lâng nha. Ngon là ngon nhưng mới thấy lâng lâng á. Thơm á, rất là thơm. Nhưng mà so với lại hương đào hay là hương dâu hay là hương bưởi thì nho nó sẽ có cái hương nó nhẹ nhàng hơn, nó không có đậm và rõ rệt ngọt như là mấy cái hương kia. Nếu mấy bạn mà hảo ngọt á thì mọi người nên thử hương đào, hương dâu hoặc là cái hương bưởi mà mình hương bưởi này nha. Rồi, và mình nghĩ là bây giờ mình sẽ enjoy cái bữa ăn này, enjoy những ngày cuối ở căn nhà này. Còn cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.